Bà tụi nó anh, không bao giờ anh, mua anh, đó anh, no. Tại vì ông Trump là cái người lật mặt nạ tụi nó. Đúng rồi, nãy giờ cho chịu mà, nãy giờ nợ ông nói đi anh. Tôi muốn đi, tôi muốn đi, tôi muốn đi, tôi là trên 30 năm, tôi là kỹ sư ở hãng Intel. Đó là Intel của anh ấy. Đó là tôi nói, IBM bán PS2, IBM, tôi đau khổ với IBM, Intel đau khổ với IBM và nó làm. Em hỏi anh câu cuối cùng của cái vấn đề này, người ta đang cố tình đưa một cái dư luận ra Trump và Biden đi vào dị vãng, tụ qua đó không để đưa cái này. Người ta đang cố tình đưa cái nó ra và người ta đang đưa hình ảnh của hai ông trẻ là ông Ron DeSantis và ông Gavin Newsom. Họ có quyền nói. Họ có quyền nói. Anh nghĩ sao cái đó là cái tôi gì? Nói cho đến giờ này tôi ngồi đây tôi vẫn nói là Trump sẽ là tổng thống và Ron DeSantis là phó tổng thống. Câu đó là hay nhất. Vỗ tay. Vỗ tay. Đồng ý. Cái mà người ta muốn gì? Okay. Cái đó là cái dân Mỹ đang muốn. Đúng, cái đó là sẽ là như vậy nữa. Cho em nói cái chỗ này. Okay.